Đến hàng khách là chủ ship A thẩm mỹ cũng phải mê combo facial contouring nhà mi nhom. Tại em cũng làm lên. Đúng rồi, em có làm lên mấy không? Em làm filler vào tóc. Đúng rồi. Thực sự là trước giờ ví dụ em có sao cái gì á là em sẽ tìm trực tiếp tới bác sĩ luôn. Ừ. Đúng rồi. Phòng khám của bác sĩ chính quy chứ không tìm qua phòng khám bên cái bác sĩ. Đúng rồi. Nhưng do là tại vì em đúng rồi. Nice. Follow kênh của Nhân hay là kênh phòng khám? Em thấy kênh chị trước. Kênh chị. Xong rồi bắt đầu em vào phòng khám. Ừ. Đợt trước lúc mà chị chưa gọi cái này nè, em hình như có thấy chị rồi sao á. Ừ. Nhưng mà chưa ấn tượng nhiều nha. Ừ. Chị đúng chị gọi cái này cái bùng nổ. Chị làm cái này xong chiên tim tất. Từ hôm còn hàm tới giờ chiên tim luôn. Chị cũng vừa bị cơ vừa bị xương như em. Mà tại vì chắc là giờ do cái xương nó nhỏ quá chị cũng không cần không để ý tới cái cơ nữa. Vấn đề cũng không có đáng kể, không để ý. Cơ cắt cái da nó là có cái sẹo này. Ừ. Tự nhiên mặt về đi kêu tư vấn người ta căng vậy. Ừ. Còn gì nữa. Có nghĩa là mình can thiệp ở đây nhưng mà móc tóc xuống đây để kéo cái dài cái này lên luôn. À, cái này đúng không? Ừ, chứ đâu có cần mà phải cắt ngay đây làm chi. Giống như củ Như bây giờ nè. Củ Như hôm bữa là chỉ cắt ở trên này thôi, giờ Như kéo ở dưới lên luôn. Ừ, quá đẹp rồi. Nó nhỏ lắm, mặt đây nhỏ lắm rồi. Xinh ngại. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy mặt chị nhỏ luôn rồi. À, nhỏ xíu luôn á. Em không căng là trừ khi em không đụng tới xương. Còn em đụng tới xương cái mặt em thì nhỏ đi rồi đương nhiên nó phải chạy ra. Em phải làm rồi.